Hello, vợ chồng với anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng combo DPS với lại MK14 theo một bạn đã comment rất là nhiều lần ở trên kênh rồi. Và mong muốn mình cũng đã làm nhiều lần nhưng mà vẫn chưa thành công cơ. À, đây rồi. Bắn ai đây? Hai team à? Để mình gạt lại anh em ơi. Để bò làm cái gì nữa bạn? À, chỗ mình hiện tại đang khá là ổn này. Còn có ông nữa lại vừa đáp. Đây. Đốc luôn kìa. Mình nghĩ là mình té thôi anh em ạ, đứng góc trong này nguy hiểm quá. Để đẩy ra công với bọn bên ngoài trước đi. Đấy, nó đang bắn nhau. Có tên đang đứng ở đây này. Ôi giời, mình xin luôn. Rồi. Qua gạt luôn ông này đã. Đấy, ngon luôn anh em ạ. Thêm một tên đang đốc nữa này. Trời. Ủa, sao gạt mãi không được ta? Trâu thế nhở. Hình như là hết rồi, mình tưởng là hai tên. Hiện tại là ổn rồi đấy. Để clear rồi lát nữa mình sẽ tìm DPS, sau đó mở hòm tìm MK anh em ạ. Nếu mà mở hòm không ra MK thì lại phải đi săn thính thôi. Nói chung là làm mấy cái clip về cây súng thính ấy nó khá là khoai. Có tướng chân trước mặt này, đó. Che góc bên phải đã. Rồi, một tên đẩy lên rồi này. Nó biết mình chỗ này luôn à? Rồi, lên luôn. Ui rồi ôi. Tưởng ông nội đẩy lên chơi mình, ai ngờ ông lên ông lút đồ anh em ạ. Ăn gì mình cúng bạn ơi. À, có S12K, thế mình cầm tạm nha. Lát nữa có DPS thì mình đổi sau. Rồi, thêm tiếng chân nữa tới rồi anh em ạ. Có hai tên luôn. Tính ép mình luôn à? Căng thế. À. Ui, nốc luôn này. Rồi, còn tên này nữa thôi. Lên đây, yếu luôn này. Rồi núp luôn rồi anh em ơi. Đứng góc đấy làm sao mà núp được. Đẩy lên nè bạn. Ngon luôn anh em ạ. Còn tiếng súng bắn nhau ngay trước mặt nữa. Để mình lút nhanh rồi mình qua. Đây, xác la liệt chỗ này luôn. Mà cái tên nãy vừa sấy ngay chỗ này nó chạy đâu nhở? À kia rồi. Còn boss lúc nãy bị nó nốc anh em ạ. Không biết nó trốn đâu ấy. Vẫn là còn một người nữa mà. Nào để xem coi là có MK không đã. MG3 à? Thế này, có MG3 rồi. Thôi cứ cầm tạm nữa. Để lát nữa mình đi săn thính rồi tìm MK sau thôi. Giờ để đi tìm DPS đã anh em nhá. Đấy, vẫn đang còn một người nữa mà không biết nó núp chỗ nào ấy. Cái tên này. Ô. Có tiếng bắn nhau trên đồi à? À cái bọn lúc nãy phải không? Nó lại chạy đâu rồi ấy? Khó chịu bọn này thật ấy. Nó ra đây nó bắn nhau. À đây rồi. Đây phải là người ông ta. Không biết người boss anh em ạ. À. Nhưng mà cái cờ mặc định như này thường là mấy ông kiểu mấy ông mà vừa tạo ác chơi lại ấy. Chứ còn boss thì ít khi mà thấy để cờ mặc định lắm. À đây rồi. Hình như con boss à. Ô có tiếng xe này. Ui, tính tông mình luôn này. Máu thế nhở. À tổ lái anh em ạ. À. Cua ghê phết. Này thì tổ lái với chúng tôi. Đâm thẳng vào đuôi khủng long chết luôn. Đây rồi, có thêm đạn shotgun rồi. À, shipper anh em ơi, đây rồi, DPS luôn rồi. Đấy, nói chung là DPS thì tìm dễ thôi. Cái vấn đề quan trọng là bây giờ là tìm được MK cơ. Đây, đúng con boss rồi anh em ạ. Rồi, à để mình vào mình check xem coi là còn người nữa không. Khả năng là đây là cái con boss lúc nãy trong khu này là mình cứ tưởng là tên nào nó núp ấy. Đấy, đúng luôn mà, clear rồi. Đây, có con khủng long đậu ngay chỗ ngoài này anh em ạ. Đây ơi, một tên đẩy ra này. Thôi xong rồi. Ui, mày thế. Một tên này yếu này. Gạt trước đã anh em ơi. Né, né, né đã. Úi giời ơi. Ô, nó bị bắn rồi hay sao ấy? Đúng rồi, nốc rồi kìa. Đây, có team khác nữa anh em ạ. Nó đứng ở đầu chỗ bên ngoài kìa. À, đây rồi, thấy rồi nha. Vừa lấp la lấp ló ngay sau gốc cây thì bạn ăn bom chết rồi. Lần này thì chết này. Rồi, đỡ làm sao được. Nói chung là ông này gặp vào cái tình huống gọi là tiến thoái lưỡng nam rồi. Lối cũng không được mà tiến cũng không xong. Rồi, đứng sau gốc cây chỉ có chờ ăn bom thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mà vẫn đang còn nốc nha. Không biết là còn hồi sinh hay là còn đồng đội không. Mình cứ lút nhanh đi. Rồi, ông này hồi sinh xuống bắn bất ngờ lắm anh em ạ. Ô, có xe này. Có tên nó gian lấy xe 4 à.
Trời ơi. À, ông này có ốp à? Để mình lấy đạn ốp anh em ạ. Đây ơi, có tên mới hồi sinh này. Biết ngay mà. Ui giời ơi. Nó lên khủng long luôn rồi. À, thành tiền. Khó chịu thế nhờ. Cha nội này hồi sinh lên lấy con khủng long rồi. Kìa, bạn đang chạy ngay dưới kìa. Đây, con xe của mình đây. Dí luôn anh em ạ. Tính cướp khủng long của mình mà được á. Chạy đâu. Ô, nhà này có tiếng chân này. Đây, mình vào đây, mình chơi tên này trước đã. Đúc vào trong phòng này. Này thì núp à. Gạt luôn. À, tên này dừng luôn rồi anh em ạ. Đồng bọn với nhau hay sao ấy. Nó nhảy xuống luôn. Rồi rồi, kệ sau tường đúng không? Tỉnh thế. Ai à? Thanh niên này. Đã thế mình giết luôn, không cho chạy luôn anh em ạ. Ui giời, gần một băng MG3 mà khủng long châu thế. À, làm gì đây, tính cắn mình. Ô. Oh. Xuống đây, đúng rồi, xuống đây cho nhanh. À, có tiếng bắc ghi bên này này. Dí luôn anh em ơi, một tên. Ủa, quay xe luôn à? Tên này thấy mình rồi. Thôi, dừng đây thôi anh em ạ. Ô. Trời ơi, ông nội, ông đổi xe máy anh em ạ. Ủa, bắc ghi hết xăng à? À, trên kia có con xe kìa. Dí luôn anh em ạ. Mà con bắc ghi này vẫn đang còn nhiều xăng mà lại ông kia ông đổi xe. Để mình vào đây mình đổ xăng đã. Rồi, chỗ hoàn thành có một team đang ăn thính kìa. Thế để mình qua luôn đi. Nó đang chạy qua trái đây. Mình công lên trước mặt là mình bắt được luôn này. Ô, lại có tiếng bắc ghi bên trái ấy này. Thế mình công luôn tên này. Kia rồi. Dừng luôn anh em ạ, à, một tên. Rồi, xong bạn rồi. Trốn nè, à, trốn đi đâu. Ấy à, này thì UMP. Ôi. Trời ơi, trong này một tên nữa à. Mẹ đồng đội nó anh em ạ, bị dụ thế nhở. Mấy cái ông Trung Quốc này. Đây rồi, có người anh em ạ. Đây, đứng trên đây đã. Bắt thế này chốc. Chạy đi đâu. Đây rồi, team Trung Quốc nãy giết mình hay sao ấy. Mình phải trả thù. Thêm tên này nữa này. Ốp. Trời ơi, tên kia final kill, mình tưởng là mình knock nó ấy chứ. Mà bắn nó một đầu mấy người rồi mà. À, vẫn đang cố bò này. Mình phải gạt. Không cho bò luôn. Rồi. Gạt được hai ông rồi anh em ạ. Còn hai nữa này. Đây. Một tên đứng ngay dưới lều. Mà bây giờ mình sắp hết đạn rồi. Còn có 25 viên. Phải tiết kiệm. Cố gắng 25 viên còn lại. Gọi là kết liễu được nốt hai ông này. Kìa. Đang nhìn kìa. Ô. Tên này. Chạy như chỗ không người. Gạt luôn anh em ơi. Bò đi đâu. Ở trên rồi, hết đạn rồi anh em ạ. Tên kia đang tính tạt trái để lấy góc bắn mình anh em ơi. Mình xuống luôn đi. Thôi xong rồi. Úi dồi ôi. Trời ơi, quả đấy mình tưởng mình ngã chết luôn đấy. Mày thế. Đời này, dài lút đã xem nào. Úi dồi, cái súng này ngon. AK với M4 luôn này. Ôi, tầm này chắc là DPS với lại MK tầm này làm gì nữa anh em. Cầm luôn combo huyền thoại AK với M4 băng luôn đi. Đây rồi, nó đẩy qua rồi anh em ạ. Nào. À, tính leo lên đúng không? Không leo à? Ôi mày tỉnh thế. Rồi, để mình lấy cái AK đã. Quên chưa lấy cái AK. Này, nó công ra chỗ trước mặt này này. Để mình ốp bom đi. Dễ là tên này nó cũng sẽ ốp bom lại đấy anh em ạ. Cho nên là né né ra một tí nhá. Hơi mạnh rồi. Thêm quả này nữa xem nào. Lần này thì chết này. Ui dồi ôi. Mẹ quả bom của nó tí chết. Mày thế. Lộ người. Ôi dồi ôi, yếu rồi kìa. Rồi, clear luôn. Ngon luôn anh em ạ.
Giờ bo này không có xe mới khoai này. Giờ chỉ có đi viền phải này, xong rồi mình lên bo thôi. Sợ chân kia có người. Ô cái gì ấy? Ô. Ôi rồi ôi, tự nhiên đâu ra tên này mang khủng long bay tới săn mình à? Rồi nằm trên đấy thì ăn bom này. À, nhảy xuống này. Làm gì bạn? Làm gì đây? Rồi ngon luôn anh em ơi. Đang không có xe lại có ông lại ship luôn con khủng long bay tới, xịn đê nhở? Rồi mình té luôn. Ồ, đồng đội nó tới toang đấy anh em ạ. À, bay vào bò trước đã. Vẫn đang còn 10 tên nữa. Ồ, có khi trận này nếu mà top 1 lại được 30 kill đấy anh em ạ. À, bên kia mình thấy có con khủng long kìa. Khủng long bay luôn hay sao ấy. Hình như mình thấy có một tên nó đang nằm anh em ạ. À, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Không biết nó thấy mình chưa ta. Đây, mình dừng ngay gốc cây để mình bắn được này. Nó ngồi dậy rồi này. Nó bắn tên nào rồi ý? Đây, bạn chết. Bất ngờ chưa bạn ơi. Thì team Trung Quốc lúc nãy giết mình hay sao ấy. À, dưới kia có con xe nữa đang lao lên anh em ơi. Chuồn lẹ. Góc này xấu lắm. Đây rồi, nó lên trên chỗ mình rồi. Có tên vừa bị gạt ngay dưới luôn này. À, hình như trên xe này có một hay hai tên thôi anh em ơi. Dừng đây, sấy luôn. Úi rồi. Mẹ, có tên UMP à? Đứng ngay sau lưng mình luôn này. Bất ngờ thế nhở? Nãy mình lượn khủng long bay mình có thấy tên nào sau lưng đâu. À, bên kia bắn nhau rồi kìa. Thế thì để mình công cái tên sau lưng này luôn đi nhở. Ui, thôi chết rồi. Nó công lên chỗ hòn đá rồi anh em ơi. Hình như là có một tên ở trên tầng 2 tròi anh em ạ. Mình vừa nghe nó đứng dậy. Nếu như mình nghe không nhầm. Ui, thật chết rồi. Ê, quả bom bị lỗi kìa, trời ạ. Đấy, các bạn nghe chưa? Vừa nghe tiếng cựa ở ngay trên đầu mình luôn. Có một tên nó đang nằm ở trên đấy anh em ạ. Cứ kệ nó đã nhá. Để mình sớm bóc xong rồi mình lao ra, mình cho quả lửa lên tầng 2. Ôi. Nhảy xuống luôn này, rồi, yếu. Ra đây bạn, trời ạ. À. Mấy ông này nhẫn giả thế nhở, ngồi im luôn mà. May mà mình nghe tiếng cựa. Có cái tên chỗ sau lưng mà nãy bắn mình nữa. Nó cũng đang tiếp cận gần rồi hay sao ấy. Đợi mình tí đã. Đấy, tướng chân. Chắc là còn mỗi tên này thôi. Phải xử lý nhanh tên này không là bọn chỗ bên kia. Nó clear xong mà nó qua là khó nhai đấy. Rồi, đẩy nhanh nhanh em. Ốp bao lên đã nha. Ốp bao lên chỗ hòn đá này. Xong rồi mình cứ tiếp cận gần. Ui, xa thế. Để thêm sờ mốc đã anh em ơi. Sợ đứng ngay sau đá ấy, nó có cái góc kê là mình chết. Đó, thêm quả bom này nữa. Không làm nó yếu thì cũng làm cho nó ù tai là mình công được. Đây này, ngay dưới này. Rồi, lên luôn. Úi giời ơi. Nằm đây à bạn, thanh niên Nhật Bản à. Thích chơi ninja ấy mình à. Rồi, vậy là còn 3 tên. Không khéo 1v3 rồi anh em ạ. Thấy bọn bên kia vừa bắn chết tên nào rồi mà. Không còn nốc nữa thì là clear rồi đấy. Kiểu này 1v3 rồi. Bây giờ đáp lên trên nóc chòi này. Mình đứng mình canh. Ô, vẫn bắn nhau kìa. À đâu, nó bắn mình mà. Rồi xong, mất chim luôn. Đèn đi. Ui dồi ôi, cây đấy bé thế. Hỏng rồi anh em ơi, lùi về sau thôi. Đèn thế nhở. Chưa kịp bay lên trên nóc để đứng kê cho nó dễ. À, mô sinh đa gan à. Kìa, chạy kìa. Rồi, rồi khó rồi đây, 1v3. May mà góc mình vẫn trong bo. Khả năng là hai team rồi. Chứ mình nghĩ nếu mà là một team thì bây giờ chúng nó đã đẩy lên nó chơi mình rồi anh em ạ. Chứ làm gì có cái chuyện mà nó yên ắng như này được. Lại còn có tên sờ mốc ngay trước mặt nữa chứ. Đây, bọn này nó có cái ý đồ gì không ta? Đây rồi, thấy một tên trước mặt rồi này. Lại còn quăng bom nữa anh em ạ. Chẳng nhẽ bọn này team 3 mà nó lại chơi chắc như này ta. Đấy, có tiếng Scaler bên phải nữa. Nó bao hết góc rồi còn đâu nữa. Một bên tên bên phải, một tên ở giữa, với lại một tên sờ mốc trái. Cũng đang định mở góc trái luôn hay sao mà. Team 3 mà chơi chắc thật đấy. Bây giờ mình không còn sờ mốc nữa, cho nên là mình cứ nằm im đấy đã. Bây giờ
bứt dây là động rừng anh em ạ. Cho nên là cứ từ. Thấy tên nào mà chống cái lát mình sấy nốc là ok. Đây rồi. Ô, khắc tin thật. Thế thì mình lấy góc ở trên luôn. Vừa bắn tên này bị lộ ở dưới rồi anh em ạ. Lấy góc tên này luôn. Ngon. Trong bom lại có gốc cây nữa. Có bom không? Không có bom cũng không có sờ mốc à. Đèn nhờ. Giờ là 1v2 rồi đấy. Chắc chắn rồi. Lấy lại hòn đá ngay trước mặt đi. Ôi thôi chết rồi. Tên này thấy mình rồi. MG3 đấy chứ. Hình như cái bọn này là nãy bọn giết mình phải không ta? MG3 của mình mà. Ôi thôi xong rồi. Tên bên trái đẩy lên. Rồi lên đây bạn. Ngon. Đẩy lên đây. Đẩy lên đây. Rồi ơi, tưởng thế nào. Cuối cùng game là dễ anh em ạ. Xử lý ba tên cuối còn không mất một giọt máu nào luôn cơ. Quá easy anh em ạ. Trời, cũng cầm combo huyền thoại AK băng với lại M4 băng. Đỉnh của chóp luôn. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không tiếc cho mình một like cũng như là một nút đăng ký kênh để ủng hộ thôi. Tuy nhiên thì clip hôm nay thì mình không thực hiện được theo yêu cầu của cái bạn kia comment là DPS với lại MK rồi. Để hẹn clip sau nha. Ok, bye bye mọi người. Và hẹn anh em ở clip sau.